Alo, xin chào tất cả anh em nha. Hôm nay thì anh em mình từ Phú Thiện nha mọi người. Chào tất cả anh em nha. Đây là hai cá, là một cây là 2,5 bao mọi người. Cá đây là ok. Number one you have tried đằng này hết luôn mọi người. Đấy. Đấy. Đấy, tái nhiều. Đất trở lại. Đất trở lại bảo con cá này tái nhiều. Mà đâu có thuê con cá con gì đâu mọi người. Đấy. Ừ, đi một hàng thì được 40 cây mọi người. 40 cây thì bao rưỡi mọi người. Chắc có ăn không? Đây. Chắc là đây là anh em làm vì đam mê thôi chứ. Hay cả kiểu đây thì chắc có giàu không? Không giàu đâu mọi người. Mình đi kiếm tiền để giàu, để làm gì trong gia đình chứ mọi người. Đây là hái không có gì hết này. Cả đây không có gì hết mọi người. Buồn quá mọi người. Đây nhìn coi nó phong cảnh ok luôn. Rất là đẹp. Thôi. Và mọi người xem và chia sẻ cho mình nhá. Đây. Phong cảnh cây cà phê ở Gia Lai. Bên Đắk Đoa mọi người nhá. Bên cũng thuộc về tỉnh Gia Lai nhá mọi người. Nhưng mà mình cắt cây đây về làm nhà sàn thì ok luôn mọi người. Đây này. Cá thì nói chung là cũng là number one. Nhưng mà đây kiểu đây thì chắc là sốt mất mọi người. Đây hai vợ chồng đây này. Gần 40 cây. Không có gì luôn. Đây anh em làm đây thì làm tiền năng thì chắc về bán bò ở nhà chứ. Làm cá đây chết rồi. Cá không có gì, không có. Mọi người xem về đây. Đây, chia sẻ nha. Đây nhiều trái hơn nhỉ. Đây nhiều trái nhỉ. Cái luồng mình thì không có trái luôn. Đủ mà em. Cây nhiều trái thì nhiều quá em trai. Đủ cái này. Cây ít trái mà không thấy trái đâu hết. Đủ đường em đi thì nói là ok cũng 50% nhỉ. Ô chào anh em nha. Đây. Chào tất cả các bầu nha. Chưa vợ chưa con nha. Hai cái thằng đây nha. Hai cái thằng này là hai cái thằng của đơn đi. Đấy. Anh em nhớ like, chia sẻ, subscribe, thả tim, thả bướm các kiểu nha. Nhất là thả con rùa nha mọi người. Đây thì không cách nào còn hoang dã hãy để về được ăn nhóc. Đây thì ok luôn mọi người. Có ok luôn. Ok luôn. Ok nha anh em. Đây chắc ngày tân rưỡi cho mọi người. Tân rưỡi là ok rồi. Sợ 2 tấn này thôi chứ. Chết anh em luôn đó. Thôi, mấy anh em chắc chưa vội phải không? Đây. Ô mình xin dừng lại clip tại đây nha mọi người nha. Và mọi người xem và ủng hộ nha, like nha. Chỉ cần cành Minh view là được 1 triệu, 2 triệu view là tiền năng gì mình cũng chia sẻ anh em nhá. Đây. Đây chủ nhà phải không? Chủ nhà đây. Chắc nó trốn là nhìn lén mọi người. Đây này, chủ nhà đây này. Đấy. Cái gì đây? Tôi gì đây? Đây. Cà phê, cà pháo mọi người. Thôi. Chào nha. Đây khỉ con lên cây nè mọi người. Đây. Thôi, hẹn gặp lại nha. Tạm biệt nha.